Cộng đồng mạng dậy sóng khi đoàn dự Lâm Chí Dĩnh và vợ ghé thăm Việt Nam, liên tục check-in món ngon cảnh đẹp. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Netizen React. Hôm 9 tháng 4, một bức ảnh đã xuất hiện trên Instagram khiến cả mạng xã hội dậy sóng. Lâm Chí Dĩnh, tài tử đình đám của điện ảnh châu Á, cùng vợ là người mẫu Trần Nhược Nghi đã bí mật đặt chân đến Đà Nẵng, Việt Nam. Lời chào, chào Đà Nẵng, Việt Nam bằng tiếng Việt của Lâm Chí Dĩnh nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn. Kèm theo câu hỏi thăm sức khỏe, bạn ổn chứ? Khiến fan không khỏi thích thú. Câu hỏi cộng đồng mạng được đặt ra, họ đang tìm kiếm điều gì ở Việt Nam? Trong khi người hâm mộ vẫn đang bàn tán xôn xao, cặp đôi này liên tục check-in tại các địa điểm nổi tiếng và thưởng thức hết món này đến món khác. Riêng cô nàng Nhược Nghi, với niềm đam mê bất tận về văn hóa và ẩm thực địa phương, đã không ngần ngại khám phá từ những bông hoa rực rỡ cho đến món cà phê cốt dừa và món phở truyền thống, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của cuộc sống. Một số fan may mắn đã có cơ hội gặp gỡ Lâm Chí Dĩnh ngay tại sân bay. Những câu chuyện về sự thân thiện và giản dị của anh nhanh chóng lan truyền, khiến tình yêu của fan hâm mộ dành cho anh càng thêm đặc biệt. Đoàn dự trong trang phục giản dị, vẻ đẹp không cần trang điểm đã khiến bao trái tim phải thổn thức và khen ngợi hết lời. Cuộc hành trình này cũng là một phần của quá trình phục hồi sau tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 2022 của Lâm Chí Dĩnh. Câu chuyện về sự kiên cường và mạnh mẽ sau những cuộc phẫu thuật nối xương và tái tạo xương mặt đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Và giờ đây, dường như niềm đam mê đua xe và tình yêu với cuộc sống đã được thắp sáng trở lại trong anh. Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974 là một trong những tài tử nổi tiếng của điện ảnh châu Á. Anh được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm ăn khách như Sợi dây chuyền định mệnh, Thiếu Lâm tiểu tử, Thiên Long bát bộ, Tuyệt đại song kiêu. Không chỉ là diễn viên kiêm ca sĩ, Lâm Chí Dĩnh còn là một tay đua xe công thức một chuyên nghiệp. Anh kết hôn với người mẫu Trần Nhược Nghi vào năm 2019 và có 3 người con xinh xắn, kháu khỉnh. Khi kỳ nghỉ tại Đà Nẵng của họ khép lại, Lâm Chí Dĩnh và Trần Nhược Nghi không chỉ để lại ấn tượng mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ, mà còn ghi dấu ở mọi nơi họ đã đặt chân đến tại Việt Nam. Hành trình của họ với những khoảnh khắc đáng nhớ đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, khẳng định sức hút không thể chối từ của cặp đôi này trong lòng công chúng. Cuộc sống sau 12 năm của nam sinh từ chối làm ở Bộ Ngoại giao về quê trồng rau giờ ra sao? 12 năm sau quyết định đầy táo bạo, từ chối cơ hội làm việc ở Bộ Ngoại giao để về quê trồng rau, Dương Thư Xuân giờ đã trở thành chủ sở hữu của một chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ với doanh thu hàng năm lên tới 25 triệu nhân dân tệ, tương đương 86 tỷ đồng. Không chỉ là một cuộc thay đổi lựa chọn cho nghề nghiệp, đây còn là minh chứng cho niềm tin và lối sống xanh và bền vững. Sinh ra và lớn lên ở Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc, trong một gia đình không mấy khá giả, Thư Xuân từng là đứa trẻ thông minh, luôn đứng đầu trong học tập, đỗ top 1 trong kỳ thi đại học. Anh được nhận vào khoa tiếng Tây Ban Nha của Đại học Bắc Kinh, một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Cả gia đình đã rất tự hào và kỳ vọng anh sẽ trở thành một nhà ngoại giao. Tuy nhiên, sau một năm học tại Tây Ban Nha, Thư Xuân nhận ra đam mê thực sự của mình không nằm trong các phòng họp ngoại giao mà ở những cánh đồng xanh mát. Anh quyết định từ bỏ sự nghiệp nhà ngoại giao tiềm năng để trở về quê hương và bắt đầu sự nghiệp khởi nghiệp với nông nghiệp hữu cơ. Bất chấp những thách thức ban đầu từ việc thiếu kinh nghiệm và sự phản đối của gia đình, Thư Xuân kiên trì với lựa chọn của mình. Anh dành thời gian để học hỏi từ các trang trại lớn và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào canh tác. Dần dần, anh không chỉ thành công trong việc trồng rau hữu cơ mà còn phát triển mô hình chăn nuôi gia súc khoa học hiện đại bậc nhất. Nhờ sự cần cù và không ngừng nỗ lực, Dương Thư Xuân đã xây dựng được thương hiệu của mình, mở rộng chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ khắp cả nước. Câu chuyện của anh là nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ, cho thấy rằng thành công có thể đến từ những lựa chọn dũng cảm
và việc theo đuổi đam mê, dám nghĩ và dám làm, dù đôi khi nó có vẻ không theo quy chuẩn thông thường. Không phải cứ con đường bằng phẳng là sự lựa chọn tốt nhất, ý nghĩa cuộc sống là thử thách chính mình. Vụ nam sinh xếp hạng 1 nhưng không được nhập học vì từng ngược đãi mèo, tiếp tục bị trường nữa từ chối, netizen chưa ngừng bức xúc. Trong thế giới giáo dục đầy cạnh tranh và áp lực của Trung Quốc, câu chuyện của Từ Duệ Tường, sinh năm 2001 và từng là sinh viên của trường kỹ thuật xây dựng Đại học Đông Nam, nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Đạt điểm số cao ngất ngường trong kỳ thi thạc sĩ vật lý tại Đại học Nam Kinh, Từ Duệ Tường dường như đã sẵn sàng bước vào một tương lai rộng mở. Tuy nhiên, một bí mật trong quá khứ đã khiến tất cả sụp đổ. Anh bị từ chối nhập học vì không đạt yêu cầu đánh giá phẩm chất đạo đức, cụ thể là hành vi ngược đãi mèo. Dù có tổng điểm đứng đầu với 506,78, Từ lại xếp cuối cùng trong phần phỏng vấn và điểm đánh giá đạo đức. Đại học Nam Kinh đã làm rõ lý do. Trong quá khứ khi học đại học, Từ ghi lại video bạo hành mèo và tham gia một nhóm trực tuyến chia sẻ niềm vui tàn bạo này. Điều đáng nói, một người ẩn danh đã gửi đến nhà trường USB chứng cứ về hành vi ngược đãi động vật của Từ, dẫn đến quyết định từ chối của trường. Sự việc không dừng lại ở Đại học Nam Kinh. Ngày 8 tháng 4 năm 2024, Đại học Lan Châu cũng công bố danh sách thí sinh trúng tuyển thạc sĩ năm 2024 mà không có tên Từ, tiếp tục đánh dấu sự gián đoạn trong sự nghiệp học thuật của anh vì quá khứ đen tối. Câu chuyện của Từ đã kích động làn sóng tranh luận sôi nổi trong cộng đồng mạng. Một bên là những người ủng hộ quyết định của các trường đại học, coi trọng phẩm chất đạo đức và tiêu chí không thể thiếu trong đánh giá một học giả. Bên kia là những người cho rằng việc cắt đứt cơ hội phát triển của một người trẻ tuổi vì lỗi lầm trong quá khứ là quá nghiêm khắc. Đồng thời nhấn mạnh Từ là một người có năng lực. Trước đó vào ngày 7 tháng 4, khi được hỏi về việc có xin lỗi vì đã ngược đãi mèo, Từ cho biết, tôi cần suy nghĩ về vấn đề này một cách cẩn thận, toàn diện và cần thời gian. Câu chuyện của Từ Duệ Tường không chỉ là một bài học về trách nhiệm và hậu quả, mà còn là một minh chứng cho việc giáo dục không chỉ xoay quanh kiến thức sách vở, mà còn cần phải đề cao giáo dục về nhân cách và đạo đức. Chấn động mạng xã hội 11 tháng 4, Mỹ Nam Hàn Quốc gây bão với các quan điểm về phụ nữ gây phẫn nộ. Một video từ Hàn Quốc ghi lại cảnh một chàng trai trẻ, người có vẻ ngoài điển trai, tham gia trò chơi trả lời nhanh, gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn cầu. Đoạn clip xuất hiện trên diễn đàn Hàn Quốc Panchoa với tiêu đề gây tò mò. Người nước ngoài đang tức giận với người đàn ông Hàn Quốc này, đã thu hút sự chú ý đáng kể từ cộng đồng mạng. Trong video, nam thanh niên khoảng 30 tuổi này được yêu cầu liên tưởng từ ngữ với các danh từ hay sự việc cụ thể. Điều khiến cộng đồng mạng không khỏi sửng sốt là khi nữ quyền được nhắc đến. Câu trả lời tức thì của anh ta là bệnh tâm thần. Tiếp đó, những câu trả lời như mang thai được liên kết với được phù hộ và phụ nữ được mô tả là thứ cần được bảo vệ, càng làm dấy lên tranh cãi. Sau khi được chia sẻ trên Twitter, đoạn video này đã nhanh chóng lan truyền với hơn 20,5 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt chia sẻ, mở ra một cuộc tranh luận sôi nổi về quan điểm của nam thanh niên đối với phụ nữ và nữ quyền. Phần lớn bình luận đều thể hiện sự phẫn nộ trước cách tiếp cận coi thường và thiếu tôn trọng này. Nhiều người dùng mạng xã hội đã không giấu nổi sự thất vọng và phẫn nộ, chỉ trích mạnh mẽ quan điểm lạc hậu và đầy tính phân biệt của người này. Anh chàng này cho mọi người thấy, anh ta là người phân biệt giới tính và ngu ngốc chỉ trong một video. Anh ta trông rất hấp dẫn cho đến khi mở miệng, và giờ tôi chỉ muốn anh ta im lặng. Cách anh ta thoải mái nói ra những lời đó khiến tôi khó chịu, tôi thấy đồng cảm với phụ nữ Hàn Quốc. Sự việc này không chỉ là một cú sốc văn hóa mà còn làm dấy lên những cuộc thảo luận về việc giáo dục giới trẻ và xây dựng một xã hội tôn trọng bình đẳng giới. Đây cũng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về ảnh hưởng của các quan điểm phân biệt giới tính và cần thiết phải thay đổi trong thời đại hiện nay.